Trong video trước, Thạch Hào cùng với Bạch Hổ đang giằng co một chiếc bảo tháp. Tuy nhiên, sức chống cự của bảo tháp quá lớn, nó sau khi thoát ra liền tấn công liên hồi khiến đám thuộc hạ của Bạch Hổ chết không kịp ngáp. Chiếc kiệu cũng bị đánh nát làm Bạch Hổ phải nhảy ra bên ngoài. Về phần bảo tháp, có vẻ như nó cùng với Thạch Hào đang có mối thù chuyển kiếp mấy nghìn năm, cho nên chủ động tấn công liên hồi không ngừng nghỉ. Thạch Hào chân nhanh hơn não bỏ chạy. Sau một hồi không làm gì được nam chính, bảo tháp dường như hết năng lượng nên thu nhỏ lại, sau đó ngoan ngoãn rơi vào tay Thạch Hào. Thạch Hào cũng cảm thấy thắc mắc, nãy giờ còn hung hăng lắm mà, chẳng lẽ nó nổ hỏng rồi? Nãy còn tưởng là bảo bối, không ngờ chỉ có thể làm đồ trang trí. Cảm thấy mất hứng, thay vì thu bỏ tháp vào túi thì cậu lại treo nó lên đỉnh đầu để làm trang sức. Lúc này giọng nói của Quỳ Gia lại vang lên chỉ đường, vị trí mà lão nhắc tới là phân bảo nhai. Vừa hay nơi đó đã ở trước mặt nên nam chính lập tức đi tới. Nghe nói bảo cụ ở nơi đó sẽ tự chọn chủ nhân. Ngay khi Thạch Hào vừa chạy tới thì xung quanh đã tập trung đông đảo. Quả nhiên là cả người lẫn yêu thú đều muốn chờ đợi cơ duyên. Rất nhanh một món bảo cụ cũng xuất hiện. Thứ này sau khi bay lượn vài vòng liền dừng lại trước mặt một con thái cổ dị chủng. Không để cho con kia kịp lấy, một con khác to sắc hơn đã lao tới cướp đoạt. Đồ vừa vào tay thì bầu trời cũng xuất hiện dị tượng. Tên cướp đoạt chưa kịp ăn mừng đã bị một chiều đánh tan xác. Hiển nhiên là nơi đây cấm dùng vũ lực tranh đoạt, nếu không sẽ bị trừng phạt. Vừa hay điều này lại đúng ý của Thạch Hảo, cậu ta đã chán cảnh chém chém giết giết đoạt bảo rồi. Không chờ đợi thêm, cậu cùng với đám thái cổ dị chủng khác cũng đi tìm cơ duyên. Bỗng dưng vô số bảo cụ xuất hiện, mọi người thấy vậy đồng loạt lao lên, Thạch Hảo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lần này ông trời lại không ưu ái cho nam chính nữa, tất cả mọi người đều nhận được một cái bảo cụ, chỉ riêng cậu là tay trắng không có cái nào. Cậu chán nản chửi rủa đám bảo cụ này mù mắt hết rồi. Vừa lúc này trên bầu trời có một con kim băng bay qua, ánh mắt nó nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn thấy nó cũng hâm mộ, nhìn gà rừng nhà người ta cũng có cục đá ngậm chơi mà mình lại không có, hơn nữa kiếm của Quỳ Gia Gia cũng không có manh mối. Đúng lúc vừa dứt lời thì có ngay một cái diều bay tới trước mặt, tưởng là lần này cũng có được một món chơi rồi nên cậu lập tức đuổi theo, đáng tiếc là vật vẫn không thuộc về mình. Trong lúc vẫn còn đang buồn bực vì tuột mất bảo bối thì một giọng nói vang lên nói rằng nơi này có bảo bối, có lẽ nó sẽ thuộc về cậu. Nói rồi bàn tay con thái cổ dị trùng đó lập tức chỉ về hướng bảo vật. Thạch Hào tò mò đi tới, hóa ra thứ mà tên kia nói tới là một thanh kiếm đang cắm trên một tảng đá. Nhìn bộ dạng dỉ xét kia, Thạch Hào cũng cảm thấy quá rách nát rồi. Tuy nhiên nếu như nó còn nguyên vẹn thì sớm đã bị những người khác mang đi từ lâu rồi, làm gì cần chờ tới lượt Thạch Hào chứ. Nhưng là một người ham mê bảo vật, dù thứ này có như thế nào thì cũng không thể lãng phí được, cho nên cậu lập tức hành động. Ngay khi vừa chạm vào chuôi kiếm thì một luồng sức mạnh đã truyền vào cánh tay. Sau đó là những hình ảnh hiện lên, chủ nhân của thanh kiếm đã từng giao thủ với một con thái cổ dị trùng vô cùng khủng bố. Điều đặc biệt hơn nữa là bóng lưng của người đó chính là Quỷ Gia. Kiếm của Quỷ Gia quả nhiên không tầm thường, bên trong nó ẩn chứa kiếm khí cũng phải khiến Thạch Hào lùi lại. Nếu như không phải thân thể cậu mạnh mẽ thì sớm đã bị nó ép chết. Không chờ đợi thêm, Thạch Hạo lập tức dùng hết sức nhổ kiếm lên, tuy nhiên vị trí mà nó cắm xuống lại cứng rắn vô cùng, dùng hết sức cũng chỉ có thể nhổ được một chút. Đám thái cổ dị trùng ở bên ngoài nhận ra động tĩnh cũng tập trung lại quan sát. Sau một hồi cò quay thì thanh kiếm cũng bị Thạch Hạo rút ra, thoạt nhìn phần chuôi cùng phần thân không tệ, nhưng phần đuôi thì cũng quá củ chuối đi. Hầu như là bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn một tấc sắt nữa mà thôi. Đám thái cổ dị trùng bên ngoài thấy bộ dạng này cũng ngán ngẩm bỏ đi. Bọn chúng xem động tĩnh còn tưởng bảo bối gì lợi hại lắm, không ngờ chỉ là một thứ đồ trời rách nát. Đồ đạt tới tay, Thạch Hạo không ở lại thêm nữa. Sau khi vừa quay người định rời đi thì phía xa xa xuất hiện động tĩnh lớn. Quả nhiên động tĩnh kia là do bảo vật xuất thế gây ra. Chủ nhân của món bảo vật này là Hòa Linh Nhi, không ngờ rằng nàng ta cũng có cơ duyên lớn tới như vậy. Thạch Hạo sau khi đánh hơi thấy mùi bảo vật thì rất nhanh cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy nam chính, vượng tài liền từ trong người Hòa Linh Nhi thoát ra và lao về phía cậu quấn quýt. Đúng lúc này chim đỏ bay tới, dáng vẻ nó cực kỳ gấp gáp muốn cậu đi theo. Hỏi ra thì biết được nó cùng với sư tử chín đầu và các huynh đệ khác đang đi trên đường thì bị trận pháp tập kích. Chim đỏ may mắn chạy thoát, trước khi thoát hung thủ cũng không quên báo cho nó biết vị trí của Thạch Hạo, cho nên nó mới có thể tìm tới đây. Nghe xong cậu thắc mắc, sao giống như có người cố ý thả chim đỏ ra để tới tìm mình vậy? Dù biết rõ ràng là có cạm bẫy thì cậu vẫn phải đi xem thử một phen. Mặc cho Hòa Linh Nhi can ngăn, ý đã quyết nên lập tức cưỡi chim đỏ rời đi. Hòa Linh Nhi không khuyên được nên chỉ biết dậm chân tức giận. Rất nhanh Thạch Hạo cũng đã tới nơi, quả nhiên nơi này là cạm bẫy. Thạch Hạo cùng với chim đỏ lập tức bị chúng chiêu rơi xuống đất. Nhìn Bạch Hổ từ từ bước ra, cậu biết nó chính là chủ mưu, chưa dừng ở đó kim bằng cũng xuất hiện. Trong mắt Thạch Hạo, cậu vẫn gọi đối thủ bằng những cái tên khá hài hước. Bạch Hổ là con mèo mập,
còn Kim Bằng là con gà rừng, cậu sẽ đối phó với hai kẻ đó, còn chim đỏ sẽ đi cứu người. Bạch Hồ tấn công ở dưới đất, Kim Bằng ở trên không trung. Nói là như vậy, nhưng chỉ riêng Kim Bằng đã khiến cậu khốn đốn. Bảo thuật của nó cũng giống như bảo thuật của Thanh Liên Ưng, nhưng lại có nhiều sức mạnh lôi điện hơn. Cây kéo siêu to khổng lồ cũng không thể sánh bằng và lập tức bị đánh tan. Về phần chim đỏ, trong lúc lao lên giải cứu thì cũng bị Bạch Hồ nhảy lên lưng tát cho một cú dính thẳng vào vách đá. Xử lý xong một tên, Bạch Hồ lập tức quay sang Thạch Hảo. Kim Bằng biết ý liền công kích Thạch Hảo mãnh liệt. Nhân cơ hội đó Bạch Hồ cũng lao lên. Hiện tại cậu chỉ có thể đỡ được các đòn tấn công từ một phía. Vậy nhưng lúc này lại bị hai phía tấn công. Kèo này muốn sống cực kỳ khó mà muốn chết thì lại rất dễ. Rất nhanh sau đó Bạch Hồ cũng đã tới phía sau lưng. Hai chân nó tế ra bảo thuật tấn công. Nếu chúng chiêu này, nam chính không chết cũng bị thương, mà bại trận cũng là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, đúng lúc nguy cấp đó, Hoa Linh Nhi lấy tốc độ nhanh hơn sét đánh xuất hiện. Vì Bạch Hổ mải mê tấn công nên khả năng phòng thủ hầu như không có. Kết quả là bị Hoa Linh Nhi đấm một cú cực mạnh vào cổ, khiến thân thể nó bay ngược về sau. Các phong ấn giả cũng xuất hiện trợ giúp Thạch Hạo đẩy lùi công kích của Kim Bằng. Có vẻ như lần này nam chính được cứu rồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đám người Hoa Linh Nhi cũng không khiến cho Bạch Hổ lẫn Kim Bằng e sợ. Các phong ấn giả lao lên đối phó Kim Bằng, Hoa Linh Nhi sẽ cầm chân Bạch Hổ. Còn phía Thạch Hạo nhân cơ hội vườn không nhai trống chạy đi tìm cứu huynh đệ. Rất nhanh các huynh đệ của cậu cũng được cứu ra ngoài, tuy nhiên Hoa Linh Nhi lại không ổn lắm. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Hổ nên chỉ sau một chiêu cọ sát nhẹ đã bị ăn thua thiệt. Thế vậy, Thạch Hạo liền lao lên giải cứu, tuy nhiên hành động này có phần hơi nóng vội khiến sư tử chín đầu cũng cảm thấy như thế thì quá lỗ mãng và quả nhiên là như vậy. Biết được điểm yếu của Thạch Hạo rất quan tâm tới Hoa Linh Nhi, nên Bạch Hồ liền tế ra túi càn khôn hút nàng ta vào bên trong. Thân thể Hoa Linh Nhi cứ như vậy không biết bỏ chạy và ngồi một chỗ để cho mình bị hút lên không trung. Đám phong ấn giả thấy không ổn, liền lao tới cứu công chúa vậy nhưng lập tức bị ngăn lại. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã tới, cậu không suy nghĩ gì thêm liền nhảy vào thẳng chỗ của Hoa Linh Nhi để giữ tay nàng ta lại. Điều này vừa vặn đúng ý của Bạch Hồ, nó chỉ cho khoảnh khắc này mà thôi. Nói rồi Bạch Hồ phóng thích bảo thuật sang nhanh tấn công. Mặc dù rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy nhưng Thạch Hạo vẫn ra dáng nam nhân chân chính. Lần trước liều mình bảo vệ Thanh Liên Ưng đại thẩm thì lần này tới Hoa Linh Nhi cũng vậy. Nói rồi cậu lấy ra thanh kiếm dì xét cô quỷ ra xa, một kiếm vung ra liền chặn đứng răng nanh của đối thủ, sau đó bẻ đường bay của nó hướng thẳng vị trí của túi càn khôn. Túi càn khôn sau khi thu được bảo vật liền mất tác dụng, hai người từ từ rơi xuống. Bạch Hồ lại tiếp tục bắn tới vô số răng nanh, vậy nhưng răng nanh bay tới bao nhiêu đều bị nam chính dùng kiếm chém nát bấy nhiêu. Sau đó cậu mạnh miệng khiêu khích, nhận ra tấn công tầm xa không làm gì được, nên Bạch Hồ liền chuyển hướng sang đánh cận chiến. Một người một hổ vờn nhau, tà sống người chết. Tuy nhiên, lợi dụng ưu thế đánh cận chiến cùng tốc độ của mình, Thạch Hạo cuối cùng cũng thành công xẻ thịt Bạch Hồ. Bạch Hồ nằm xuống, túi càn khôn giống như mất đi khống chế nên bị Thạch Hạo thu vào tay. Kim Bằng thấy huynh đệ của mình bị làm thịt liền tức giận, ánh mắt đỏ như máu. Các phong ấn giả thấy vậy liền nhanh chóng đưa Hoa Linh Nhi ra ngoài. Bán huyết Kim Bằng nổi giận nhất định sẽ long trời lở đất. Lấy thực lực của bọn họ chỉ có thể bảo vệ tốt cho Hoa Linh Nhi mà thôi, không thể trợ giúp Thạch Hạo được. Rất nhanh sau đó, Kim Bằng cũng bay tới, mặt đối mặt với tên tiểu tử nhân loại kia. Nhìn thân hình vàng óng đó, hiển nhiên là nó đang rất tức giận và quyết định ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của Thạch Hạo rồi. Mà Thạch Hạo thì cũng không quan tâm lắm, tới bao nhiêu sẽ làm thịt bấy nhiêu. Cậu giống giặc thách thức, gà rừng, tới đi. Rốt cuộc thì sau đó sẽ như thế nào, mời các bạn đón xem video tiếp theo nhé. Còn video này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!